và các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng mình Ngọc Hà hôm nay sẽ xem và trải nghiệm xe lu và máy xúc di chuyển trên đường. Xin mời các bạn cùng xem. Thank you.
xin mến chào quý vị và các bạn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm xe lu, máy xúc di chuyển trên đường. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.